Xin chào các bạn, không biết các bạn có nhớ mình không? Mình là Nguyễn Minh Nhật, chuyên viên ngành cá của Lotte Mart. Trong tuần vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tham gia phi lê con cá ngừ đại dương nặng 44kg. Trong tuần này, theo chân các anh thu mua, chúng ta sẽ cùng nhau tham quan và đánh giá một vùng nuôi khá đặc biệt ở sông Cổ Chiên. Bật mí với các bạn là những sản phẩm này sẽ bán tại Lotte Mart quận 7 và Lotte Mart Gò Vấp trong tuần lễ. Cá nước ngọt sông Mekong, nào cùng theo chân mình nhé. Vĩnh Long cách thành phố Hồ Chí Minh 130km nha các bạn. Mình mất khoảng 3 đến 4 tiếng để di chuyển bằng ô tô. Đây là vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, vùng đất Trường Phú thuộc hạ lưu sông Mekong. Vĩnh Long với rất là nhiều các đặc sản như là trái cây. Ngoài ra thì ở trên đoạn sông á thì nuôi rất là nhiều các lồng bè. Ở đây là cái nơi là sinh trưởng rất là thuận lợi cho cá hô và cá trà sóc. Sông Mekong chứa rất nhiều các phù sa, cho nên là ở đây là cái nơi là sinh trưởng rất là thuận lợi cho cá hô và cá trà sóc. Mình đã đến nơi rồi nè. Ở đằng khu gần kia là cái khu vực lồng bè nuôi. Khu vực lồng bè này nằm trên sông Cổ Chiên. Sông Cổ Chiên có chiều dài 85km, trải qua các địa phận Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh. Khu vực lồng bè này nằm ở trên sông Cổ Chiên, thuộc một nhánh của sông Tiền, có chiều dài là 85km, trải qua các địa phận Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh. Vì Vĩnh Long á là cái nơi ở thượng nguồn, cho nên là nó rất phù hợp để nuôi các loại cá thương phẩm. Tại vì cái vùng nước đó nó sạch, nó cho cái chất lượng cá là ngon nhất. Dạ, chào anh. Dạ. À, chào em, chào anh. Em là Nhật, em đến từ Lotte Mart. Hôm nay em đến để tham quan cái vùng nuôi của mình. À, dạ. À, anh gặp anh chủ nuôi khu vực này. Dạ. À, thôi, giờ mời hai đứa vô. Dạ, dạ. Dạ. Dạ anh gặp, em là Việt ở bộ phận thu mua của Lotte Mart. Thì hôm nay có cơ hội xuống thăm cái trại nuôi của mình, thì nhờ anh gặp cho em cùng quý vị khán giả biết thêm cái quy mô hiện tại của mình nó như thế nào. Hiện tại mình đang bao nhiêu lồng bè? Thì ở đây anh có tổng cộng là 55 lồng bè. À, nuôi cá đặc sản là chính, nhưng mà trong đó hai con chủ lực là con cá hô và con cá trà sóc. Thì hiện tại cái sản lượng của mình đã cung cấp cho cái hệ thống nào chưa anh ha? À, cái sản lượng thì con cá trà sóc anh đang có khoảng 8.000 con, cá hô là 15.000 con. À, hiện tại thì anh đang bán theo chuỗi nhà hàng cao cấp là chính, và các khách hàng sành ăn mua về để làm bò biếu quà tặng. Và đang bán, Lotte là đơn vị chuỗi siêu thị đầu tiên để anh bán. À, anh mời mấy bạn đi qua thăm cá hô rồi mình sẽ chia sẻ những cá hô chi tiết hơn ha. Các bạn, đây là cá hô nè, cá hô nằm trong cái độ tuổi thu hoạch nè. Đây cá thu hoạch. Cái này là cá hô nè các bạn, đây là dòng cá chép. Cùng họ với cá chép á, lớn nhất nè, nó đang nằm trong thức đỏ luôn. Con này con giống ở đâu vậy anh? À, con giống này thì bên anh có cái hợp đồng ký kết với lại Trung tâm Bảo tồn Trống nước ngọt miền Nam á, thì nó đang nằm trong cái diện cũng được quan tâm, được bảo tồn. Con này trọng lượng nó nhiêu ký vậy? À, 10kg nè. Dạ. Cái sông này, cái dùng nước này anh, mình có cái điều kiện gì mà thích hợp để mình nuôi con cá này vậy anh? Thì con cá hô thì từ hồi xưa giờ nó sống ở dòng sông Mekong. Dạ. Cho nên khi mình nuôi ở đây thì cái nước nó ra vô á là cái môi trường nó cũng phù hợp với nuôi giống. Mấy con cá này mình làm món nào ngon anh? À, con cá này nó có nhiều cách chế biến lắm. À, giống như mình phi lê ra á, mình lấy phần thịt mình nấu lẩu. Dạ. Thì lẩu thì mình có nấu là lẩu mẻ nè, lẩu thái nè, lẩu chua nè. Còn cái phần xương á thì mình kho lạc. Dạ. Phần đầu á, phần đầu phần đuôi mình kho lạc. Dạ. Còn nếu mà cắt khoanh á thì mình cũng kho lạc. Rồi mình nấu hay cao. Rồi mình có thể là cái phần phi lê ra, nếu mà phi lê ra miếng to to thì mình có thể là mình chiên. Chiên nước mắm hoặc là nướng muối ớt. Còn cái vảy của nó nếu mà ăn được á thì mình lấy cái phần vảy đó mình chiên giòn rồi xong rồi mình bỏ lại trong cái phần mình chế biến. Con cá hô thì nó được cái cá nuôi bè thì thịt nó thơm, trắng, ngon. À, ăn ngon hơn cá bè, cá nuôi ao nhiều lắm. Cá nuôi ao nó hơi cỏ, còn con cá mình nuôi bè thì nó mình thứ nhất là nguồn nước sạch, thứ hai là mình cho mình thức ăn công nghiệp á. Và đặc biệt ở đây không có xài kháng sinh do mình nuôi mật độ thưa.
nên là chất lượng cá đảm bảo. Sau đây thì giờ chúng ta sẽ tiến hành lắc con cá này và di chuyển về Lotte Mart nha các bạn. Thì trong chương trình tuần lễ cá nước ngọt sông Mekong á của cuối tuần này thì chúng ta sẽ tiến hành là phi lê con cá này trực tiếp tại Lotte Mart quận 7 và Lotte Mart Nam Sài Gòn. Giới thiệu các bạn, đây là cá hô, dòng cá lớn nhất trong họ cá chép. Rồi con cá này bây giờ mình vận chuyển sao anh? Cái con này là luôn là hàng nó quý cho nên là mình phải bán hàng tươi sống. Tươi sống nó có giá trị thì mình đóng bao oxy. Vận chuyển thì bao đó mình đi được khoảng 5-8 tiếng. Mình bảo quản sao anh? Thì cá này mình vận chuyển bằng cách mình đóng oxy em. Đóng oxy dạ. mình đóng oxy. Nó sống được 8 tiếng á. Dạ. Thiệu với quý vị và các bạn, đây là con cá trà sóc hay còn gọi là cá sọc dưa, nó nằm trong họ cá tiếng vua. Giới thiệu với hai bạn là đây là con cá trà sóc hay còn gọi là cá tiếng cá sọc dưa, thì nó có mấy sọc giống dưa nữa ha. Là cá này rất quý và rất là ngon và nó nằm trong cái nhóm họ cá tiếng vua ngày xưa á. Con này mình cái trọng lượng nó bao nhiêu ký vậy? Con này cả 5 ký ha. Dạ. Cách chế biến của con này thì nó cũng đa ná như con cá hô, nó như đặc biệt là không có bỏ vảy. Dạ. Cái vảy đang rất là giòn và rất là ngon. Mình nấu được món gì anh? Theo anh biết á là nào cho nên là con kho nước dừa kho lạc là ngon nhất. Dạ. Mình bỏ vô lẩu á, mình ăn với rau đồng, rồi bông súng, điên điển rồi hay là rau, các loại rau. Dạ. Rồi bây giờ mình đóng cá ha, mình đóng cá ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành đóng gói con cá này và đem về Lotte ha các bạn. Cái con cá này là quà tặng để lại vận chuyển được cũng được đó nha. Dạ. Cảm ơn anh Gặp đã cho tụi em thông tin rất là nhiều, bổ ích về việc những con cá của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh. Rồi, anh cảm ơn em. Rồi, anh đi.